làm món vịt xào xả ớt. Nguyên liệu ở đây mình gồm có thịt vịt khoảng 200g, xả 50g, ớt là đây mình dùng ớt ngọt và mấy quả ớt chỉ thiên. Hành thơm, tỏi, gừng. Bây giờ mình ướp thịt vịt nhé. Thịt vịt thì các bạn cho một muỗng dầu hào vào, muỗng dầu hào như này vào. Một muỗng mì chính. Một muỗng bột canh. Giờ mình ướp khoảng 15 phút nhé. Ở đây là lườn vịt với cả đùi vịt mình đã ăn dóc xương rồi. Và mình thái thành miếng. Mình ướp khoảng 15 phút. Mình dùng 2 muỗng dầu ăn nhé các bạn nhé. Rồi mình cho một phần tỏi, phần gừng với cả phần hành thơm ấy, mình vào phi nhé. Phi thơm xong rồi các bạn cho xả vào xào. Thịt đã ướp xong rồi thì các bạn cho vào xào luôn cùng. Thịt đã xém lại như này rồi thì mình cho ớt vào. Các bạn xào lên rồi các bạn thử nếm gia vị, nếu mà các bạn ăn mặn hơn hay là nhạt hơn thì các bạn sẽ điều chỉnh nhé. Nếu mà nhạt thì các bạn cho thêm ít bột canh vào hoặc là ít mì chính vào. Mặn thì các bạn cho một chút đường vào. Các món xào thì mình lên xào lửa to các bạn nhé. Trước khi tắt bếp các bạn có thể cho thêm một chút hạt tiêu vào nhé. Như này đã xong rồi, mình tắt bếp rồi mình múc ra là được. Đây là thành quả của mình nhé, vịt xào xả ớt rất là ngon. Chúc các bạn thành công nhé.